Minh Đường Tử Vi hân hạnh chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hành thông. Bước sang tháng 10 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2020 của tuổi Tuất. Tử vi tháng 10 năm 2020 âm lịch. Tuổi Tuất vận trình chớ nóng vội kẻo hỏng việc. Theo tử vi tháng 10 năm 2020 tuổi Tuất âm lịch, thận trọng vẫn là từ khóa bạn cần ghi nhớ trong tháng này. Nhất là khi trong tháng có nguyệt lệnh lâm, dưỡng tuy ổn định nhưng vẫn còn yếu ớt, cần có thời gian phấn đấu dần dần, chớ nóng vội kẻo hỏng việc. Xem tử vi tháng 10 âm lịch, vận trình của người tuổi Tuất có thăng có trầm, có suôn sẻ, có khó khăn đan xen. Công việc ở mức bình ổn, bạn vẫn có thể gặt hái được những thành tích nhất định bằng chính sự nỗ lực của mình. Tuy nhiên, vận khí thất thường khiến đôi lúc bản mệnh sẽ cảm thấy mọi chuyện tiến triển thuận lợi một cách bất ngờ. Nhưng cũng có khi vấn đề nảy sinh bất chợt ở công đoạn bạn không ngờ nhất. Cho nên thận trọng vẫn là từ khóa bạn cần ghi nhớ trong tháng này. Nhất là khi trong tháng có nguyệt lệnh lâm, dưỡng tuy ổn định nhưng vẫn còn yếu ớt, cần có thời gian phấn đấu dần dần, chớ nóng vội kẻo hỏng việc. Trong tháng còn có điềm tiểu nhân đeo bám. Tuổi Tuất càng phải tỉnh táo và dùng lý trí nhiều hơn tình cảm. Cát tinh Thái Dương chiếu rọi giúp vận tài chính của bản mệnh được quý nhân nâng đỡ. Cơ hội kiếm tiền nhiều hơn, việc kinh doanh buôn bán suôn sẻ thu được mức lợi nhuận đáng kể. Song việc chi tiêu quá đà có thể là nguyên nhân gây phá tài, bạn nên sớm cân bằng các khoản thu chi của mình sao cho hợp lý. Có thiên diêu chủ đào hoa xuất hiện, con giáp này được hỗ trợ không nhỏ trong chuyện tình cảm. Người độc thân sẽ được hưởng lợi hơn cả khi dễ dàng mở rộng quan hệ xã giao để tìm thấy những đối tượng phù hợp. Tình cảm lứa đôi phát triển khá nhanh, có thể tính chuyện về chung một nhà. Tình hình sức khỏe trong tháng của mệnh chủ vẫn đảm bảo, không có dấu hiệu mắc bệnh nghiêm trọng. Chủ yếu là áp lực tinh thần khiến thể trạng bạn bị suy yếu. Nên chú ý ăn uống bồi bổ, dành thời gian nghỉ ngơi, chú trọng bồi đắp tinh thần thì không có điều gì đáng lo ngại. Tử vi tuổi Tuất tháng 10 năm 2020 âm lịch về phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng Đinh Hợi, tình hình công việc của người tuổi Tuất lúc này khá ổn định, mọi việc có thăng có trầm. Nhưng nhìn chung vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn nên không cần quá lo lắng. Nhờ vậy, bạn vẫn có thể gặt hái được những thành tích nhất định bằng chính sự nỗ lực của mình. Bạn sẽ cảm nhận rõ tinh thần làm việc của mình lên cao hơn, bền bỉ cố gắng hơn. Sự hăng hái giúp con giáp này làm việc miệt mài, bất kể thời gian và sức khỏe để có thể đạt được mục tiêu đã đề ra. Tuy nhiên, vận khí thất thường khiến đôi lúc bản mệnh sẽ cảm thấy mọi chuyện tiến triển thuận lợi một cách bất ngờ, nhưng cũng có khi vấn đề nảy sinh bất chợt ở công đoạn bạn không ngờ nhất. Cho nên thận trọng vẫn là từ khóa bạn cần ghi nhớ trong tháng này. Nhất là khi trong tháng có nguyệt lệnh lâm, dưỡng tuy ổn định nhưng vẫn còn yếu ớt, cần có thời gian phấn đấu dần dần, chớ nóng vội kẻo hỏng việc. Trong bất cứ hoàn cảnh nào đừng vội nản chí, còn rất nhiều khả năng tiềm tàng bên trong con người mình mà bạn chưa khám phá ra. Chỉ khi đối mặt với khó khăn, những năng lượng tiềm ẩn ấy mới xuất hiện và giúp bạn vượt qua mọi sóng gió. Cho nên dù bất cứ điều gì xảy ra không được như ý muốn, hãy coi như đó cũng là một cơ hội để bạn có thể bứt phá giới hạn của bản thân. Trong tháng còn có điềm tiểu nhân đeo bám do ảnh hưởng của thương quan. Tuổi Tuất càng phải tỉnh táo và dùng lý trí nhiều hơn tình cảm. Đừng lo chuyện bao đồng, không nghe những lời xu nịnh ám muội sẽ giúp bạn tránh được một vài rắc rối cản trở con đường phát triển sự nghiệp của mình. Tháng này hãy nhớ rằng, làm gì cũng cần lấy nhu thắng cương, lùi một bước để tiến hai bước, hành sự cẩn trọng và chắc chắn, dồn nhiều tâm huyết vào mỗi việc mình làm, thành công sẽ ngày ngày gần bạn hơn. Hơn nữa, Thái Dương Cát Tinh xuất hiện trong tháng 10 năm 2020 âm lịch với người tuổi Tuất sẽ giúp bạn nhận được sự trợ giúp kịp thời của quý nhân. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn phải dựa vào chính bản thân mình, đừng quá trông chờ vào may mắn. Tử vi tháng 10 năm 2020 tuổi Tuất âm lịch về phương diện tài lộc. Theo tử vi tháng 10 năm 2020 của 12 con giáp âm lịch, Cát Tinh Thái Dương chiếu rọi giúp vận tài chính của tuổi Tuất thêm phần suôn sẻ. Bản mệnh được quý nhân nâng đỡ, cơ hội kiếm tiền nhiều hơn, việc kinh doanh buôn bán suôn sẻ thu được mức lợi nhuận đáng kể.
Tuy nhiên, cát tinh này chủ về quý, chứ không phải phú, điều đó có nghĩa là cơ hội thì sẵn có, nhưng để biến cơ hội thành giá trị tiền bạc cụ thể lại là chuyện không đơn giản và phụ thuộc rất lớn vào sự nhanh nhạy với thời cuộc của mệnh chủ. Do đó, bạn cần tính toán kỹ càng và cẩn thận để tránh những rủi ro không đáng, cũng đừng chần chừ quá lâu kẻo thời cơ tốt đẹp trôi qua mất. Nếu cần thiết, đừng ngần ngại hỏi xin kinh nghiệm từ người đi trước. Nếu có ý định đầu tư, con giáp này cũng có thể cân nhắc tiến hành ngay trong tháng nếu thực sự có số vốn phù hợp trong tay. Tuy nhiên, đầu tư mà dễ dàng kiếm lời thì mức độ mạo hiểm cũng tương đương, tốt nhất nên tránh những hạng mục như vậy thì hơn. Ngoài ra, khoản thu về trong tháng khả quan song việc chi tiêu quá đà có thể là nguyên nhân gây phá tài, bạn nên sớm cân bằng các khoản thu chi của mình sao cho hợp lý tránh rơi vào cảnh vay mượn, nợ nần. Tháng 10 này trong nhà nên lưu ý dọn dẹp góc chính đông. Đó là nơi tài khí tích tụ do có sao lục bạch chủ tài lộc cư ngụ, nếu để đồ đạc bừa bãi, bẩn thỉu thì sẽ khiến tài khí tiêu tan, tiền bạc cũng theo đó không cánh mà bay. Tử vi tuổi Tuất tháng 10 năm 2020 âm lịch về phương diện tình duyên. Trong tháng Đinh Hợi, người tuổi Tuất có thể yên tâm về chuyện tình cảm của mình khi có thiên diêu chủ đào hoa xuất hiện. Đào hoa khởi vượng, nhân duyên hài hòa, người độc thân có nhiều cơ hội để làm quen, gặp gỡ người khác phái, nhờ thế mà mở rộng mối quan hệ xã giao nên cũng dễ dàng để tìm kiếm một nửa của mình hơn nhiều so với bình thường. Nhưng mặt trái của việc đào hoa vượng là khiến bạn cảm thấy rối ren trong nhiều mối quan hệ, không biết lựa chọn sao, thậm chí rơi vào cảnh, ngày lắm mối tối nằm không. Vì thế, tuổi Tuất nên sớm đưa ra sự lựa chọn của mình, do dự sẽ khiến bạn mất đi cơ hội tìm được tình yêu đích thực. Các cặp đôi có thể sẽ dần suy nghĩ đến chuyện về chung một nhà. Cả hai biết được những khó khăn đang chờ đợi phía trước, nhưng tình yêu đủ lớn để giúp hai bạn tin tưởng và cùng nhau vượt qua tất cả, tạo dựng mái ấm gia đình hạnh phúc. Vợ chồng hòa thuận đồng lòng, con cái chăm ngoan, gia đình hạnh phúc. Tất cả những điều đó tạo ra động lực lớn lao để con giáp này cố gắng nhiều hơn nữa vì những người thân yêu của mình. Tuy có đôi lúc phải vất cả một mình nhưng bạn vẫn vui lòng nỗ lực để cải thiện cuộc sống cho cả gia đình. Tử vi tháng 10 năm 2020 tuổi Tuất âm lịch về phương diện sức khỏe. Nhìn chung phương diện sức khỏe trong tháng 10 âm lịch của tuổi Tuất khá tốt, bệnh nặng không mắc, có chăng chỉ là đôi chút mệt mỏi, cảm cúm vặt do thay đổi thời tiết mà thôi. Nguyệt lệnh lâm đất dưỡng, con giáp này luôn biết tự chăm sóc cho bản thân mình, không cần người khác phải lo lắng nhắc nhở. Cát tinh này còn có thể mang tin vui bầu bí cho các cặp đôi mong mỏi đã lâu. Ngoài ra, áp lực tinh thần do công việc cuộc sống gây ra khiến thể trạng bị suy yếu cũng là điều không thể chủ quan bởi nó có thể gây ra hệ lụy nghiêm trọng nếu kéo dài. Cho nên, bạn cũng cần chú ý ăn uống bồi bổ, dành thời gian nghỉ ngơi, chú trọng bồi đắp tinh thần thì không có điều gì đáng lo ngại. Theo phi tinh, tháng Đinh Hợi có nhị hắc chủ ốm đau bệnh tật bay về hướng Đông Bắc. Hung tinh này có thể gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Nếu phòng ngủ của bạn tại hướng này, cần hết sức cẩn trọng với các bệnh liên quan đến miệng và dạ dày. Ngũ hành tương sinh tương khắc trong tháng 10 âm lịch năm 2020 của tuổi Uất. Giáp Tuất, Hỏa, 22 nam Thái Bạch, nữ Thái Âm. Nam mạng gặp tháng xấu vận xấu, tuy tháng này có chuyển biến nhưng mọi mưu sự không như ý, tiền bạc còn trắc trở bế tắc, tình cảm chớ tin cậy người mới quen khi chưa tìm hiểu cẩn thận. Nữ mạng còn gặp tai tiếng và tổn tài vì vả miệng, công việc không nên thay đổi vì chưa có vận hội tốt, cẩn thận bị lợi dụng tình hoặc tiền, tránh đi về vùng sông nước. Nhâm Tuất, Thủy, 34 nam Kế Đô, nữ Thái Dương. Nam mạng tháng xấu vận xấu sẽ còn hao tổn tiền bạc, trong mưu sự không thành công, tài lộc không đến, tình cảm gặp ưu phiền. Nữ mạng có âm phù dương trợ nhưng về công việc cũng chỉ bình thường không như ý, chưa nên thay đổi công việc, tiền bạc trắc trở, tình cảm gia đạo an vui. Canh Tuất, Kim, 46 nam La Hầu, nữ Kế Đô. Tháng này có biến động về kiết hung, và trong mưu sự gặp may mắn, cẩn thận về tai tiếng có tiểu nhân dòm ngó tranh phản, công việc và tiền bạc vui vẻ. Nữ mạng tháng tốt và có âm phù dương trợ nên công việc và tiền bạc đã khả quan không còn bế tắc, nên mưu sự thành công như ý, tình cảm gia đạo vui vẻ. Mậu Tuất, Mộc, 58 nam Thái Bạch, nữ Thái Âm, nam mạng tháng tốt nhưng vận xấu, mọi mưu sự và tiền bạc tuy có nhiều tiến triển như ý, cứ theo việc cũ làm sẽ mang đến kết quả về tài chính tránh làm việc mới, tình cảm gia đạo an khang hạnh phúc.
Nữ mạng tháng tốt có thể thay đổi mưu sự sẽ có kết quả tiền bạc thuận lợi nhưng tránh vung tay quá chán. Cẩn thận trong tật bệnh về máu huyết hoặc rối loạn tiền đình bính tuất. Thổ, 70 nam kế đô. Nữ thái dương. Nam mạng tháng tốt nhưng vận xấu, công việc tuy thuận lợi may mắn, nhưng cần cẩn thận về tiền bạc các vật có giá trị, chớ tin người không nên manh động, tình cảm gia đạo vui vẻ. Nữ mạng đề phòng tật bệnh có tài lộc đến như ý. Đã có cơ hội thực hiện thay đổi về công việc, gia đạo an vui và có tin vui đưa đến. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi tuất. 1. Mậu tuất, mộc nam mộc đức nữ thủy diệu. Khẩu quyết có thể gặt hái được những thành tích nhất định bằng chính sự nỗ lực của mình. Quý nhân, dần, ngọ. Tiểu nhân, thìn, dậu. Màu sắc may mắn, nâu, xám. 2. Canh tuất, kim, nam vân hán, nữ la hầu. Khẩu quyết, điềm tiểu nhân đeo bám, cần phải tỉnh táo và dùng lý trí nhiều hơn tình cảm. Quý nhân, mão, thân. Tiểu nhân, sửu, mùi. Màu sắc may mắn, vàng, cà phê. 3. Nhâm tuất. Thủy, nam thủy diệu, nữ mộc đức. Khẩu quyết, được quý nhân nâng đỡ, cơ hội kiếm tiền nhiều hơn. Quý nhân, dậu, dần. Tiểu nhân, thìn, sửu. Màu sắc may mắn, xám, đen. 4. Giáp tuất, hỏa, nam mộc đức, nữ thủy diệu. Khẩu quyết, cát khí lan tràn giúp đào hoa khởi vượng, nhân duyên hài hòa. Quý nhân, ngọ, mão. Tiểu nhân, dậu, mùi. Màu sắc may mắn, nâu, đỏ. 5. Bính tuất. Thổ, nam vân hán, nữ la hầu. Khẩu quyết, chú ý ăn uống bồi bổ, dành thời gian nghỉ ngơi, chú trọng bồi đắp tinh thần. Quý nhân, thân, dậu. Tiểu nhân, mão, mùi. Màu sắc may mắn, trắng, xanh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn vui vẻ và nhiều may mắn, thành công trong tháng mới. Xin chào và